Thế nội xin chào bạn, mình là Nam này. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đi tham để lấy nốt lượng kinh nghiệm, sau đó nâng cấp Mark cây Thunder lên xem được bao nhiêu RAM nhá. Hiện tại cái bản cờ 47 này thì cây Thunder Mark sẽ là level 313 các bạn ạ. Nhưng mình Mark level là 313 và không biết được bao nhiêu RAM nữa. Mình đoán chắc phải hơn 5 em một chút. Và tuần này chúng ta có event nhân 2 vàng cả tuần cơ. Các bạn chịu khó đi chút. May mắn chúng ta có thể nhân 10 vàng ở trong cái vòng xoay thì chúng ta được lượng vàng rất chi là nhiều. Tuần trước không có nhân 2 vàng, mình mua rất nhiều thứ hơn 100k cả, mình chỉ còn rất ít thôi. May mắn sau tuần này chúng ta lại có event nhân 2 vàng rồi. Mình sẽ kiếm khoảng 100k vàng. Có để mua vé chơi trứng rồi mua cuộn giấy. Cuộn giấy giờ mình còn rất chi là ít. Và giá kinh nghiệm ngày hôm nay thì mình biết ở chợ nó chỉ tầm từ 0,5 ra đi trên một UD thôi các bạn ạ. Nó rẻ hơn qua rất chi nhiều. Hôm qua thì nhiều bạn mua với giá 1,5, 1 UD là 1,5 ra đi hoặc là 1,2, 1,3 đấy, cũng rất chỉ dễ bán thôi. Nhưng ngày hôm nay mình thấy các bạn giao bán chỉ với giá trung bình là 0,7 ra đi trên 1 UD thôi. Như vậy là 0,7 ra đi trên 1 UD là cũng được các bạn. Các bạn nào muốn cần ra đi để nâng cấp hay để mua vũ khí thì cũng chúng ta cũng có thể bán cái kinh nghiệm đi. Hiện tại thì cái kinh nghiệm mà một ngày chúng ta bạn mà đi đủ mua đủ 10 lần và nâng cấp vào một cái vũ khí để đi bán thì chắc được 180 UD đấy. Và bây giờ mình sẽ đi đổi cái lượng vàng này sau khi đi tham đi tham xong rồi, không biết mình được bao nhiêu vàng nữa. Hiện tại cây thunder của mình đang level 311 và đang là 4,75 e. Mình sẽ vào đây nâng cấp lên xem được bao nhiêu nhá. Hiện tại vàng của mình đang 41k rồi, có nhân 2 vàng thì lượng vàng sẽ tăng nhanh thôi. Vẫn ưu tiên mua những cái này trước, item này nó rất chia rẻ thôi. Cái trứng này thì mua sau, rồi mình sẽ đổi kinh nghiệm nhá. Nó có 10 lần đổi, mỗi lần 24 UD chúng ta có 240 rồi. Bây giờ mình đã level 312 và tham là 5,29 e rồi. Wow. Như vậy một level nữa thì nó sẽ phải tương đương với gần 3 e, gần 6 e các bạn ạ. Rồi mình sẽ mua nốt ở bên này 5 lần nữa thôi. Để xem mình còn thiếu bao nhiêu mình sẽ nâng cấp cái khác vào. Rồi, bây giờ mình thiếu khoảng hơn 170 UD nữa. Lượng kinh nghiệm mình đã chuẩn bị sẵn đây rồi. Chắc chắn hôm nay phải nâng Mark Thunder này để sau đó mình sẽ dồn kinh nghiệm vào những người khác. 312. Rồi, mình đã nâng nốt đây. Cộng thêm 180 E nữa rồi. À, nếu mà 313 đam là 5,89 nè. Wow. Một số khá là lớn các bạn ạ. Rồi, cái lượng kinh nghiệm thì mình thấy khá là ổn rồi, nhưng mà hiện tại cái đá linh hồn thì các bạn để nâng cấp cái vũ khí bằng đá linh hồn, exotic bằng đá linh hồn ấy hiện tại rất chỉ ít, rất hiếm các bạn. Cái vũ khí 29 này thì mất 360 y cơ. Và nó tăng 6 lần so với cái map 28. Từ map 28 lên map 27 lên 28 mất 10, tăng 10 lần cơ. Nhưng mà để kiếm được 360 y thì rất chỉ khó thôi. Mình đành nâng cấp những cái exotic ở map 28 vậy, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu vậy. Với map sau mình sẽ nâng cấp exotic bằng đá linh hồn ở cái map 29 này sau. Và hôm nay mình sẽ có đủ pet rồi để mình nâng lên con pet 5 các bạn, rất chỉ là nâu các bạn. Như mình thì mình rất ít cuộn giấy mở và mình không mua pet, không mua trứng pet ấy, thì để mà lên được pet 5 rất chỉ nâu, khá là nâu, không biết khoảng thời gian bao lâu, mấy tháng rồi đó. Nhưng mình đã có pet 4 chắc cách đây phải 2 tháng các bạn. Vì để sưu tập đủ hơn 30 con pet thì mất khá nhiều thời gian. Rồi, ngày hôm nay đủ 8 con hổ rồi. Chính là hôm qua mình thiếu một con mình phải mua đấy. À, nâng cấp thêm con gì đây? Kỳ lân các bạn. Rồi, biến hóa nào. Nhìn khá là đẹp các bạn ạ. Nhưng mà mình thấy hơi nhỏ. Sau con hổ nghe nó không oai phong con hổ đâu. Hổ vẫn là còn khá là đẹp. Kỳ lân thì hơi bé. Ôi giời. Bây giờ cả lên 5 nữa thì chúng ta mất khoảng hơn 30 con nữa. Mỗi lần mất 8 con, một con giống và 8 con phụ. Và con cuối thì chắc mất 9 con nữa các bạn. Như vậy nên được pet 6 thì lại chúng ta lại khá là khó khăn. Rồi xem đam nó như thế nào. Đam là 1,63 e. Khá là ổn các bạn ạ. Nhìn nó nấp nánh hơn con hổ một chút nhưng mà hơi bé các bạn ạ, nhìn giống con chó hơn. Thôi
tăng sát thương của bạn và kẻ địch lên trên bản đồ bằng 50%. Như vậy là đam chúng ta tăng lên 50% này. Để tối ưu hóa cái đam của pet này, chắc mình sẽ phải dùng mình sẽ tìm nốt những cái spell này để nâng hết lên level 6 các bạn ạ. Đây. Spell này, hiện tại mình đang không có spell exotic ở đây. Đam tăng 20% cơ, 20% là lượng đam khá là nhiều đấy các bạn ạ. Những cái này spell này có hải mã 19 này. Mình đánh mấy hôm mình chưa ra, hôm nay mình sẽ đánh nốt xem ra không. Ở ngày thì mình vẫn ưu tiên những cái spell nào chưa có thì mình sẽ đi đánh boss ở map đấy. Để tăng cái tỷ lệ thì chắc là lát nữa mình sẽ phải đi xin những quả trứng ở trứng mình có con kỳ lân rồi thì mình xin thêm con ngựa, con chim và con gì đánh trong tháp này, con rồng các bạn, con rồng rồng đất này. Rồi mình sẽ up ra, mình xin trứng mình thích là trứng bình thường các bạn, để mình up xong mình nở ra, sau đó mình lần sau mình sẽ xoay trứng thì tỷ lệ nó ra những con này nó sẽ cao hơn. Có khi nào nó màu sáng hết đấy, tức là các bạn ra nó có bảng tỷ lệ đây này. Con màu sáng sáng đèn hết rồi nó sẽ ra được. Một ngày thì bây giờ chúng ta có khá nhiều hoạt động các bạn, sắp đến Giáng sinh mà, mình tranh thủ qua đây ném tuyết nhau một chút, chúng ta sẽ lấy khoảng 60 điểm và nó về đổi lên 2 lượt xoay. Hy vọng các bạn có nhiều bạn mình thấy xoay được ra exotic rồi, còn mình thì chưa ra cái gì cả, và một số bạn ra spell khá là ngon. Cái spell Giáng sinh ấy mình thấy khá là mạnh nha, nó có thể nâng cấp được lên nữa này. Bạn nào có thể đi vào qua map 8 các bạn nâng cấp lên xem nó có bút được những cái gì và để mạnh được bao nhiêu nhá. Bạn kinh nghiệm để ném cái này thì cứ để ý xem ai gần chết thì tranh thủ ném cái, sau đó mình lại đứng khi mình ném gần chết rồi mình đứng gần cục tuyết đó, mình nhặt luôn. Và mình đang để ý mình ném chết các bạn, cố gắng 60 điểm là về thôi, không phải lên đâu. Cái trò chơi này mà kể mà chúng ta có một server riêng rồi tất cả mọi người cùng chơi, sau đó tính điểm, xong rồi ai đi điểm cao thì cũng sẽ có quà tặng thì khá là hay. Nhưng mà zone mà đây server này anh giải nó giống cái server mà giao dịch các bạn ạ, mình không khó có thể lựa chọn được. Cái trò này chơi thì khá là vui các bạn ạ. Mình sẽ kiếm khoảng 60 điểm rồi té thôi, không phải lên đâu nữa. Tranh thủ hôm nay có event mở 4 trứng nữa để mở xem được cái exotic nào không. Exotic không biết là giá hôm nay bao nhiêu nữa, không biết được còn 50 ra đeo một cái không. Đá cũng giảm nên trông thấy các bạn ạ. Rồi cuối cùng mình cũng đủ 60 điểm rồi, về thôi. Ở đấy quanh quẩn bị ném vỡ đầu đấy các bạn ạ. Như vậy một ngày chúng ta online chúng ta đủ thời gian chúng ta được khoảng 600 chiếc chuông và đi ném tuyết nhau được 600 chiếc chuông nữa, 600 chiếc chuông nữa. Cái xe tuần đầu cái khá đẹp các bạn nhé, mình đã thấy một vài bạn đi rồi, nhìn khá là Hawaii đấy, như ông già tuyết chẳng hạn. Mình sẽ nhận nốt này xem mình được khoảng bao nhiêu ca rồi, 1.200 ca thì mình sẽ xoay ra. Hy vọng được một cái exotic được hay một cái spell nào được, cái spell Giáng sinh mình thấy khá là ngon. Sau mình sẽ búp, nếu có mình sẽ búp này xem nào. 2K1 không được cái gì các bạn, tất cả chúng ta vẫn là phần thưởng trùng lập thôi, mấy cái item thôi. Và lần này được 500 cuộn giấy này, cuộn giấy cũng khá là ngon đấy, mình cũng thích cuộn giấy. Cơ bản là mình qua mát 8 mình dùng khá nhiều cuộn giấy để nâng cấp lên level 6 spell. Với phần thưởng này thì cũng được các bạn ạ, mình phải bị kiểu được. Đến kiểu là bây giờ đang chợ đang có giá từ 2-4 ra tiền thì bạn, có bạn bán 3 ra tiền, 4 ra tiền. Bạn nào thích vũ khí bính kiểu các bạn có mua về nâng cấp lên được, nó không tốn bao nhiêu đâu, nhưng mà đam các bạn có thể đam lên vài trăm được. Nó chỉ tốn một chút spot thôi các bạn ạ, mình không dùng nơi exotic, mình dùng vũ khí bính kiểu được. Và hiện tại mình thấy khá là ngon là cái vũ khí hình cây thông nguyên các bạn online 70 giờ ấy. Hiện tại nên xin đi cộng nó đam nó khoảng 377p đúng không, và chúng ta nên xin đi 2 cộng người đàn nó khoảng 568p gì đó, hơn 500p rồi. Mình có một cái vũ khí khá là ngon. Và video mình hôm nay đến đây kết thúc rồi, cảm ơn bạn đã xem video mình nha, các bạn hãy giúp mình một like, một share và nhấn subscribe nha. Bye bye.